Em mình mến chào các bạn. Hôm nay là em mình sẽ vẽ nha các bạn. Em mình sẽ dùng cái màu treo đặc là cái hiệu này là Elite 99 nè. Nhiều bạn cứ hỏi em mình dữ lắm. Bây giờ em mình sẽ vẽ cái bông cái màu gold nè, đó. Đó. Các bạn thấy cái màu này nó rất là đặc luôn. Cái màu nó rất là dày. Mình phải tán ra, mình phải kéo cái đường nét ra. Em mình bỏ lấy em mình bỏ ra ngoài cho chấm cho nó dễ nè. Cái màu mùa thu nè các bạn, đó. Đó các bạn cứ coi cái hiệu này nè, em còn để cái hiệu đây nè, đó Elite 99 cái treo đặc, nó có màu trắng màu bạc, thường khi màu trắng em mình hay vẽ đó các bạn, đó bây giờ em mình được rồi nha, đó mình vẽ cái này đây, đó, mình vẽ cái này trước, rồi ở dưới góc này em mình vẽ một cái nữa nha. Cái này có vẻ cái mẫu mùa thu đó các bạn. Các bạn thấy không, nó dày lắm. Cái treo mình phải tán ra. Rồi đó, mình vẽ cái lá nha. Rồi bây giờ mình để đây đang về đây. Đây rồi. Rồi bây giờ qua bên đây. Đây mình sẽ vẽ cái bông nha. Cái bông màu gold này cũng được, không có sao đó. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái bông. Đây mình vẽ cái góc này nha, mình lấy cái nước treo cho nó nhiều cho nó chấm nó. Rồi đây mình đi ôm cái nụ vô nha, đó các bạn thấy không, nó kẹo lắm. Mình lấy cho nó rút lên cái màu gold này, mình thấy nó còn kẹo hơn cái màu trắng của em mình nè. Thấy các bạn mường tượng ra mình có được cái hoa cúc rồi nha, đó cái hoa cúc màu gold nở nè. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ trên đây cái hoa màu trắng nữa nha các bạn, mình phải rửa bớt cái cỏ này tại vì mấy mình vẽ mỗi ngón mỗi khác nhau, mấy cái mẫu kia nó thường quá rồi em mình không có chia sẻ, cái màu trắng này nó hơi lỏng hơn tí nè. Em mình sẽ vẽ đây một cái nữa, cô này là cậu vẽ hồi nào cũng phải phu móng hết nha các bạn. Bây giờ ở đây thì mình vẽ cái bông hơi khác một tí. Em mình không vẽ cái bông cúc nữa. Rồi. Đó, các bạn thấy không, dưới đây bông cúc mình cũng có thể vẽ hoa sen rất là dễ các bạn. Bây giờ mình cho hồ sơ qua cái nha. Rồi bây giờ ở đây em mình đi một cái đường lai đen nha các bạn. Cái lá mùa thu bên đây nè. Cái nền thì hơi tối rồi đó nhưng mà không sao hết. Đây. Rồi một cái lá rất là sample luôn nha các bạn. Rồi ở đây em mình đi một đường màu đen nữa. Cái màu đen này là em mình đi cái nước sơn thường nè. Bạn nào muốn đi nước sơn treo cũng được. Rồi em mình lấy cái cuốn trên đây em tí cuốn nó làm sát đây. Rồi em mình xong cái lá màu gold rồi, còn cái khoảng trống này thì mình sẽ chấm thêm nha, chấm thêm chấm trắng chấm đen thì mình nha các bạn. Đây cái khoảng trống này mình sẽ chấm những cái chấm trắng nè, những cái chấm trắng rồi những cái chấm gold xen vô nha. Mình không chấm cũng được tại cô khách em mình là thích phu á,
vẽ cái gì không biết nhưng mà phải vẽ đầy hết cái móng cho cậu. Rồi như vậy là mình xong cái mẫu mùa thu rồi đó các bạn. Rồi đây các bạn thấy xong cái mẫu cái lá mùa thu nè, cái châu đặc này vẽ rất là đẹp. Còn ở bên đây mình sẽ cho một tí xíu cái chấm đen vô đây, chút xíu màu đen vô đó để mình có cái nhị của cái hoa nha. Đây, cái chai màu đen của mình mất tiêu rồi, sáng thì cũng mất hết vậy. Rồi bây giờ ở đây á là mình cho chút xíu keo đen vô đây. Bây giờ rồi giờ chấm đây nha, ít thôi, không phải mình chấm đen đâu, chấm cái màu gôm để cho nó nổi. Rồi rồi bây giờ em mình những cái khoảng trống này còn dư nè, mình sẽ chấm đen nha, 1-2 chấm đó nha các bạn, không có quá nhiều. Rồi sau đó là mình sẽ dùng cái màu gô chấm vài chấm nữa. Rồi đây mình đã xong mẫu mùa thu nè các bạn ơi. Rồi em mình xin hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nha.